Chào cũng như con đến già cũng chứng kiến thì việc nó không có một mình không có kia nó thì không có ghe cào ghe xuống chạy như bánh canh cái chỗ mà chị té là cách bờ bao nhiêu xa tính mà nhớ không? Ở trong cái phao xà lan mà đậu ngay nãy đó à chỗ xà lan đậu ngay nãy luôn. dạ. Ngày thường là tàu bè nó chạy như bánh canh, bà con biết hậu gì, bà mười bà ví von một cái ngày thường tàu bè nó chạy như bánh canh, có nghĩa rằng nó chạy rất nhiều tẹt gặp dưới sông luôn. Mà sao cái điều nó lạ lẫm ở đây là cái lúc mà chị Hà mà xảy ra cái sự vụ lại là không có một chiếc ghe chiếc xuồng nào, phải một tiếng sau Tuấn mới hút được hai cái ghe cào của ai đó rồi Tuấn mới cào xem không có. Và cái vấn đề ở đây, cái sự vụ mà chị Hà xảy ra chuyện theo lời của Tuấn nói là giữa dòng sông, giữa dòng sông, giữa dòng sông là một trong những cái vị trí mà vận tốc dòng chảy cột nước lớn nhất. Đã. Mà sao mà cái lý do gì mà chị Hà không coi đi? Cái này thì Nam Dân mày đã đặt câu hỏi chưa Nam Dân? Vì sao giữa dòng sông có vận tốc dòng chảy lớn như vậy mà chị Hà không trôi đi, là với lý do như thế nào? Nó vướng cái chị đâu có cái gì mà cái như là giữ chị Hà lại hay không mà không trôi đi. Mày đừng bao giờ mày lên mày giải thích một cách gọi là dốt nát ngu đần như thằng chắc chúng mà bảo rằng chị Hà trôi hay không trôi, nói hay không nói là quyền của chị Hà. Dù đừng bao giờ mà giống như cái vị thiền sư kia bảo rằng gì chị Hà chết là cái như là do còn ham của cho nên là nằm gì đó giữ, đừng có lên nói những câu dốt như vậy nữa nha Nam Chắc, bỏ đi. Nhìn chỗ giác chúng đó với vị thiền sư đó gọi là cái gương, gọi gương sáng chói để cho mày gọi mà phải hiểu chứ. Những cái vấn đề như vậy đó mà cộng đồng mạng đặt câu hỏi mà chẳng lẽ bây giờ không cho. Vì sao mà kể như là bây giờ chị Hà đó, chị Hà đâu phải là một viên sỏi hay là một cục sắt quý vị mà rơi xuống đó rồi nó chìm xuống tận đấy mà không bị cuốn trôi. Có nghĩa là có vận tốc dòng chảy đó thì khi mà rơi xuống điểm này mà bà con nên nhớ cột nước nó cao thì chắc anh cái điểm chị Hà chìm xuống lại là một cái điểm khác. Chứ không thể nào mà chị Hà nổi lên ngay chỗ chìm xuống. Trừ khi bà thấy bà đứng dưới đáy rồi thấy chị Hà thòng thòng hai chân quý vị, lúc mà chị Hà bơi 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 thòng hai cái chân rồi bà thấy bà lên bà kéo cái hậy xuống đó đấy, rồi giống như trồng chuối đấy. Chơi kiểu giống trồng chuối quý vị đó, rồi bắt đầu là cứ vậy nằm im vậy không trôi. Do dưới dưới đáy sông nó có cái mốc gọi là bà thấy là bà định trụ dưới đấy, bà kéo cái hậy xuống đó là chị Hà chỉ được tuột xuống đó theo một cái phương thẳng đứng so với mặt nước. Còn về nguyên tắc tôi nói quý vị, một cái sông lớn như vậy, cái dòng chảy như vậy đó thì ít ra đó cái cột nước nó cao hai mấy mét, ít ra cái vấn đề mà cái như là cái gấp chảy mà đã cuốn trôi chị Hà nó phải có một gấp độ nào đó, chứ nó không thể nào mà theo một phương thẳng đứng, mà đã có một gấp độ chảy thì nó phải có một quãng đường đi. Thế còn nông dân ta hỏi mày cái vấn đề đấy mày thấy lạ không nông dân? Thế tao thế này, bây giờ nói thế này, tao gửi lời cho mày luôn, ngày mai mày về mày hỏi cái như là cái đấng phụ mẫu của mày đó lang thang Sài Gòn hỏi vậy thì bây giờ có lạ hay không. Tao nói thật sự, ông lấy chỗ trà mà ông rượt chạy mà chạy vòng vòng mà chạy không kịp thở. Ông nói ông lang thang Sài Gòn nó đúng rồi, có vận tốc dòng chảy thì cái người ta phải trôi chứ, giữa dòng sông mà đúng không, chứ đâu phải là cái trong một cái gọi là một cái châm cái chậu một cái ao tù đâu mà cái như là bảo rằng là cái như là rơi xuống đó là chìm nghiệm ấy đó. Đấy. Giống như là cái như là chị Hà té với sông quá vậy mà nó giống như là chị Hà té như giếng. Bà con thấy ở quê đó không? Ở quê là ngày xưa là người ta sử dụng nước là không phải nước không tên, bây giờ người ta đào cái giếng đất. Có nghĩa trừ khi rớt xuống giếng là nó nằm im một chỗ, chứ còn rớt cái ao với hồ nó vẫn có cái như là cái tác động của là sóng,
sóng mặt nước thì chắc ăn một hai ngày bắt đầu là cái cơ thể nó trương nó phình lên, nó cũng cuốn nó đẩy đẩy đi chỗ khác, cái không bao giờ nằm yên một chỗ. Và cái điều chỗ chị Hà đó là nổi lên ngay chỗ dịch. Bà con thấy lạ không? Quá lạ nữa mà nông dân nó không hiểu. Trời ơi, sao mà có những cái vấn đề mà nó đơn giản như vậy nông dân không hiểu? Nông dân mày phải hỏi chứ. Ông bà xưa nói một câu thế này: muốn biết thì phải hỏi, mà muốn giỏi thì phải học. Từ khi những người mà như nông dân dạng vừa dốt vừa đập, không muốn biết, không muốn gì cả, thì lên là gọi là phang ngang bữa củi đoán bừa, trúng ăn trật xem như là cái què dốt. Nông dân xây chuột nó lên nó cũng khẳng định một câu thế nào quý vị, cũng là nông dân mà nông dân xây chuột rồi nông dân thất học, mà không có thành nào nó thật sự lên mà có một cái lời giải thích cho nó gọi là thấu tình đạt lý cả. Nó bảo chị Hà là nhảy xuống dưới đó, rồi cái nhảy độ cao quá rồi xuống chuột rút, chị Hà gồng lại không uống nước nhiều, rồi xuống đấy là nước lạnh cát lạnh cho chị Hà không cái như là trương phình nhiều. Tôi nói ông nậu mày, bây giờ khi mà lên mổ tử thi người ta kết luận là cái như là nội tạng như là bộ não là đang phân hủy nặng mà không phân hủy nhiều. Thế mà theo mà nghĩ là một cái cơ thể người là mấy ngày mới được phân hủy nhiều đó. Tôi nói quý vị, nếu mà theo lời dân chúng theo lời của bà Mười đó, bà nói là đi coi thầy là cái chờ 5 ngày nữa đi, có nghĩa là từ ngày thứ 12 mà bà bảo là có một thầy nào đó phán 5 ngày nữa chị Hà mới phụt lên. Tôi nói 5 ngày nữa phụt lên cái quần sao phụt? Lúc mà đưa lên ngày thứ 12 là nội tạng phân hủy nặng rồi, thì 5 ngày nữa chắc anh rằng những cái gọi là cái bì bên ngoài, cái da bì bên ngoài này nó sẽ là nó sẽ rách, nó sẽ cái như là bung ra đấy. Tôi hỏi quý vị bây giờ cái nào ra cái nấy, sao mà nổi lên đó không, sao lên nổi? Thì cao lắm nó lên cái quần thôi, lên cái gì đâu, còn tất cả mọi cái là chìm như bồng gồng sông rồi, lúc đấy là bà thủy dữ rồi đó không đấy, lên cái gì? Tôi đã móc sách mà kéo cái đầu là cái vị móc sách là mình đứt cả cái dây, thì bà con biết rằng một cái tái nó không hề nhỏ chút nào. Ở dưới nước quý vị, ở dưới nước là chúng ta kéo một cái vật nó rất nhẹ nhàng đúng không ạ, một cái vật 50 kg ta kéo trên khô nó rất nặng đó, vì nó không có cái hỗ trợ của lực tải Archimedes. Nhưng mà một cái vật 50 kg ta kéo dưới nước nó rất nhẹ nhàng nó rất nhẹ nhàng, vì ngoài cái lực kéo của chúng ta nó còn cái như là thêm cái lực tải Archimedes nữa, kéo đi rất nhẹ nhàng luôn. Nhưng vì sao chị Hà, bà con thấy chị Hà cao lắm là khoảng năm mấy ký hết cỡ đó. Tôi cho tính khi mà chị Hà trương phình lên đó, trương phình lên với bộ đồ của chị Hà thì tôi tính tầm khoảng là cái như là cho tầm tầm gần 70 kg đi. Mình tính là 70 kg là cái như là nó gọi là nó quá rồi quý vị mà mình cứ cho con số liệu vào đó đi. Mà cái móc sách mà nó móc vô nó kéo chị Hà đó, nó kéo mà để chị Hà vọt lên thì cái như cái dây phải đứt đứt một dây, còn một đầu thì anh đem nắm đầu nó rỉ đó chị Hà mới lên. Thế thì cái vấn đề đó là chị Hà đang vướng một cái gì đó, mà cái tải mà vướng vô chị Hà đấy nó rất nặng chứ không phải nhẹ, nó rất nặng cho nó kéo mà đứt cái sợi dây đó. Mà chúng ta tôi cũng từng có phân tích một cái vấn đề thế này, nó cũng liên quan đến là móc sách. Khi mà cái ngày thứ 12 đó, bà con biết là chị Hà mặc cái bộ đồ bộ. Bộ đồ bộ đâu có giày đâu đó, bộ đồ bộ là bộ đồ mỏng với cái áo khoác bên ngoài. Tôi hỏi quý vị, nếu mà móc trúng vô cái bộ đồ của chị Hà đó thì chắc ăn cái da thịt chị Hà nó sẽ bị đắt. Vì sao? Ngày thứ 12 rồi, cơ thể chị Hà nó trương phồng ra rồi. Cái lớp lớp da này nó đang tiếp xúc kể như là dưới cái lớp áo nó quần mang cái căng cứng rồi, chỉ cần là móc trúng cái áo đó hoặc trúng cái quần đó chắc anh sẽ rách cái lớp da đó thật đó. Nhưng mà cái như theo lời anh Vũ bảo là không có rách, không có rách lớp da đâu cả, thì có nghĩa rằng cái móc đó nó móc vô trúng một cái gì
mà nó bao bọc cái hoặc là nó bảo vệ chị Hà. Chứ nếu móc dính chị Hà là chắc ăn là chị Hà sẽ đắp, da thịt sẽ đắp, hoặc là trúng vô áo khoác này, trúng vô áo khoác chắc ăn áo khoác sẽ có để lại một cái vết tích nào đó của cái móc sạch, đúng không? Móc mà bây giờ nó thật sự móc mà kéo mà đứt cái dây thì tôi hỏi quý vị cái lực kéo nó vô cùng lớn nha, lực kéo rất lớn đó. Đó. Bà nghĩ sao bây giờ nó thật sự một người chết trôi, một người gọi là nhảy xà lan tự vặn, rồi kể như là nằm đó 12 ngày phải dùng bọc sắt mà kéo xịt khói đen là mới chịu trồi đầu lên. Câu hỏi quý vị, cái điều đây là không lạ là gì? Nó quá lạ chứ. Ủa bây giờ nó lạ như vậy, nó độc như vậy đó, mà không cho gia đình người ta để mà đi mà tìm hiểu, để mà tìm ra một sự thật hệ nông dân. Hả? Tại sao? Bây giờ theo nông dân á, bây giờ theo nông dân là giống như là bây giờ thôi ai nói gì mình nghe, thì ai nói gì thì mình cứ lắng nghe đấy, cái câu nói như vậy đó. Cho nên nó cứ lên cộng đồng mạng nó trời ơi những kênh phản biện bây giờ nó dẫn dắt dư luận, nó làm thế này thế khác, có nghĩa rằng cái vấn đề ở đây mày cũng có cái quyền dẫn dắt mà tại sao mày không làm hả? Mày cũng có cái quyền như vậy, nhưng mà tao hỏi mày, mày đủ cái luận chứng mà để giải thích tất cả những cái điều lạ mà tao nói vừa rồi hay chưa? Đó. Đây là một trong những cái mà thực sự quý vị, mình là người ngoài, mình không có thân bằng quyến thuộc gì gia đình chị Hà, cũng chẳng có những cái gọi là có cái mối gọi là cái như là xích mích với bên Tuấn xà lan cả, nhưng mình cảm thấy rằng nó có những cái mà khi Tuấn lên chia sẻ đó nó có muôn vạn cái mà mình không hiểu nổi. Tôi nói bây giờ anh nói anh chặt cái xuồng ra anh cứu vợ anh, mà ra thấy vợ anh chìm một cái hỉ đó, rồi cái như là anh ngồi trên xuồng 10 đến 15 phút rồi anh điện cho bà năm, tôi chưa thấy anh có một động động tác nào để mà quyết tâm cứu vợ. Cứu vợ ít ra anh phải nhảy xuống, khi thấy vợ mà chìm xuống hỉ đó thì anh phải nhảy xuống theo vợ liền. Cái làm thì có cái chuyện mà bây giờ anh mục đích anh ra làm gì? Cứu vợ. Rồi anh có cứu không? Không. Anh làm cái gì? Ngồi trên xuồng chờ 10 đến 15 phút. Rồi sau nữa điện cho dì Năm. Rồi sau đó điện dượng mừ ra tiếp. Tôi nói quý bà con, mà một con người đó mà xuống nước tầm khoảng 2 3 phút mà không thở xem ra đi đâu. Đúng không? 2 3 phút là gọi là cái là những người mà lạnh chuyên nghiệp đó. Mà đằng này tôi nói quý vị, mà chị Hà mà chị hỉ xuống đấy một cái rồi nó ngồi trên cái xuồng 10 đến 15 phút rồi không thấy đâu, điện cho bà Mừ chắc anh nó chết rồi. Sao kỳ vậy? Đây có phải điều lạ không? Mục đích của anh ra là cứu vợ, anh đã cứu vợ chưa? Chưa cứu. Anh có hành động gì cứu vợ chưa? Chưa thấy. Chưa nghe anh kể. Ngoài cái động tác anh lấy tay anh quơ quơ là hết, kết thúc cái vấn đề cứu vợ. Điều đó đáng hỏi quý vị, phải hỏi chứ. Cho nên đêm nay đấy thưa quý vị thì cũng bức xúc chỗ nông dân. Một kẻ gọi là vô tri, một kẻ gọi là cái như là cái phần người là mang chắc nó lạnh lạnh sâu rồi, phần con nó trội lên mà lên cộng đồng mạng là muốn làm thơ muốn nói nho. Cho đêm nay cũng thật sự quý vị cũng hơi bức xúc. Có gì bà con hết sức thông cảm nha. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì ở lang thang Sài Gòn cũng xin phép tất cả các bà con cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hôm nay thì kênh lang thang Sài Gòn và kênh Công Tâm TV ở dưới kênh Đời Thường TV cũng tổ chức cái chương trình gọi là Kết Nối Tình Duyên. Thì tất cả mọi thông tin bà con cần để mà kênh kết nối thì vui lòng liên hệ qua số Zalo 0916 772 105 thì tôi sẽ thu xếp thời gian để hẹn bà con một cái buổi nào đó để coi như là quay phim trực tiếp bà con ha. Số điện thoại Zalo là 0916 772 105. Mong rằng nhận được cái sự mà yêu thương và chia sẻ của tất cả các bà con đã và đang coi như là ủng hộ kênh Lang Thang Sài Gòn trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Bà con chia sẻ giúp dùm cái clip này cho Lang Thang Sài Gòn bà con ha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye quý vị.